Gia đình yêu cầu làm rõ việc một nữ sinh lớp 7 tử vong khi đang cấp cứu tại trung tâm y tế huyện. Trưa mùng 3 tháng 1, thông tin từ lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An cho biết một nữ sinh học lớp 7 trên địa bàn xã Cẩm Sơn đã tử vong tại trung tâm y tế huyện này. Trước đó, theo thông tin ban đầu, ngày mùng 2 tháng 1, NMP, 13 tuổi, trú xã Cẩm Sơn, huyện Anh Sơn, Nghệ An bị nôn mửa, ho nên được người nhà đưa tới trung tâm y tế huyện Anh Sơn để thăm khám. Tại đây, em P được các bác sĩ thăm khám rồi cho thuốc về nhà uống. Đến khoảng 2 giờ ngày mùng 3 tháng 1, em P xuất hiện triệu chứng ho nhiều nên gia đình đã thuê xe đưa đến trung tâm y tế huyện Anh Sơn để cấp cứu. Các bác sĩ đã tiến hành xét nghiệm máu, truyền nước cho em P khoảng 20 phút sau, nữ sinh này bị co giật và tử vong. Sau khi xảy ra sự việc, rất đông người thân của em P đã tập trung tại trung tâm y tế, yêu cầu cơ sở này giải thích, làm rõ nguyên nhân. Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng phối hợp cùng gia đình xác minh, làm rõ.